Chào mừng các bạn đã quay trở lại với DVC Channel. Mình là Anh Kha đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến cho các bạn một mẫu laptop mà phải gọi rằng là wow, phải ấn tượng về cái phần trải nghiệm của ông này, đi kèm với đó là về khoảng mức giá. Quan trọng nhất là mức giá nó sẽ quyết định là cái trải nghiệm của ông này nó tuyệt vời đến nhường nào. Khi mà với số tiền các bạn bỏ ra chỉ tầm khoảng là 9 triệu thôi, các bạn sẽ có ngay một chiếc laptop 2-in-1, có thể gập được 360 độ như thế này. Và khi các bạn gập lại nhá, thì cái bàn phím này nó cũng tự thuộc vào. Đấy, rất là đã luôn. Thuộc vào như thế này thì chúng ta cầm, khi mà chúng ta cầm chúng ta sử dụng như là một cái chiếc máy tính bảng ấy, thì thật sự nó rất là sướng. Chứ nó sẽ không cho chúng ta một cái cảm giác khó chịu như là việc bàn phím nó vẫn cứ lồi lên ở đây như là một số các cái thương hiệu khác. Và thao tác cảm ứng trên con này nó rất là nhạy các bạn nhá. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần chi tiết video để tìm hiểu về em ThinkPad Yoga 12 này các bạn nhé. Một cái chiếc laptop 2-in-1, vừa là laptop vừa là máy tính bảng luôn. Let's go. Thật sự là mình rất bất ngờ khi mà giờ đây mình đang trên tay một cái sản phẩm 2-in-1 nhưng mà nó chỉ có mức giá là khoảng 9 triệu thôi. Chiếc máy này thì nó có cho chúng ta là một cái phần màn hình ấy, nhìn chung ấy là viền của nó sẽ hơi dày và kích thước của nó chỉ dừng lại là khoảng 12.5 inch thôi. Nếu như mà con này nó ra mắt vào cái thời điểm của mình hiện tại này, thời điểm bây giờ này, thì mình nghĩ rằng là với cái phần viền dày này chúng ta có thể là có được một cái màn hình lên tới là 14 inch cơ. Nhưng mà nhìn chung thì với cái công nghệ cách đây khoảng 5-6 năm thì rõ ràng là nó chỉ có tầm này thôi. Đấy, nên là và cái tầm tiền bây giờ nó quá là hợp lý rồi, các bạn không thể nào đòi cái mức giá rẻ hơn cho một cái chiếc laptop mà tầm phân khúc giá 9 triệu mà có cảm ứng được. Đó, và còn có những công nghệ gọi là thò thuộc bàn phím như thế này nữa, thấy là rất xịn sò luôn. Chứng tỏ một điều là ngày xưa ThinkPad họ đã đầu tư chất xám khủng khiếp vào cho những cái thiết bị của mình để nó mang đến một cái trải nghiệm gần như là toàn diện nhất cho người dùng khi mà đã bỏ tiền ra mua những cái sản phẩm của họ. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Ok, với cái chiếc laptop này thì chúng ta sẽ có là một cái bề mặt nói chung là được làm từ hộp kim manhê, mà chất liệu thì nó cũng sẽ na ná lại những cái dòng Latitude đến từ Dell vậy. Đó, và độ bền thì khỏi phải bàn. Nhắc tới ThinkPad thì cái độ bền của nó mới gọi là trứ danh rồi. Dell 10 thì con này cũng là 9 chứ không có kém cạnh gì đâu. Đấy, đó là nói khiêm tốn cho cái em ThinkPad này và đánh giá thấp hơn các bạn nhé. Chứ còn thực chất thì độ bền của ThinkPad thì từ đó giờ các bạn nghe là các bạn đã thấy thích rồi. Nói đến thương hiệu là đã thấy thích rồi. Đó, và rõ ràng với những cái thiết bị mà đã gọi là 6-7 năm ra mắt như thế này nhưng mà đến bây giờ nó vẫn còn được bán và cái giá trị sử dụng của nó vẫn rất tốt, thì chúng ta có thể tự tin khẳng định rằng là ThinkPad là một trong những thương hiệu mà rất bền bỉ. Đó, điều này nó sẽ giúp cho chúng ta yên tâm hơn nhiều khi mà chúng ta mua một cái chiếc máy cũ chứ, đúng không nào? Đấy. Và với việc mà nó có cho chúng ta một cái phần tính năng gọi là máy tính bảng như thế này. Đấy. Thì nó sẽ đi kèm những cái phím như là phím nguồn này, phím tăng giảm âm lượng này, giống như là một chiếc smartphone bình thường luôn. Đấy, để mà chúng ta có thể thao tác được bên ngoài đây khi mà chúng ta đã gặp lại. Khi mà chúng ta gặp lại như thế này rồi, rõ ràng là nó đã không còn sử dụng được bàn phím nữa, nên là việc mà có thêm cái cụm phím này thì nó sẽ tiện hơn rất nhiều. Chúng ta vẫn có thể là tinh chỉnh âm lượng hoặc là bật tắt nguồn một cách nó rất là dễ dàng. Đấy. Rồi, cảm ứng thì rất là mượt mà. Tất nhiên là nói về cái khoảng cảm ứng thì trên Windows đến bây giờ, đến thời điểm hiện tại các bạn nhé, nó vẫn chưa được tối ưu lắm, nhưng mà thao tác cảm ứng trên con này nó rất mượt mà và nó rất nhanh cho một cái con chip Core i5-5200U được ra mắt cách đây khá lâu rồi. Đi kèm với một cái phần màn hình cảm ứng cũng rất đẹp nữa các bạn à. Trời ơi, nó đẹp một cách mà gọi là khủng khiếp ý. Mình rất bất ngờ với lại một cái sản phẩm mà có mức giá chỉ 9 triệu thôi, nhưng mà trời ơi, cái màn hình này, trời, màu sắc chi tiết không thể chê nào vào đâu được. Đấy, wow. Quá ấn tượng các bạn ơi, trời ơi. Trên tay em này thật sự là nếu mà có dịp, có cơ hội, người nhà mình mà có nhu cầu là sẵn sàng mình sẽ chốt một em như thế này luôn. Wow. Gặp thành một cái chiếc laptop thì lập tức nó sẽ quay trở về cái phần màn hình ngang liền. Phản hồi rất là nhanh, không có một cái sự chậm trễ nào về mặt cấu hình của con này cả. Rất là thoải mái. Và với mức giá số tiền chúng ta bỏ ra tầm khoảng 9 triệu thì chúng ta đã có option RAM là 8GB, SSD 256GB, rất là thoải mái. Đó, màn hình IPS thì nói chung là nó đẹp lắm các bạn, Full HD chứ cũng không phải HD đâu các bạn nhé. Wow, trọng lượng thì nó dao động tầm khoảng là 1.4 kg, thì 1.4 kg nói chung là nó cũng hơi nặng so với lại những cái chiếc máy tính bảng bình thường, nhưng mà rõ ràng là các bạn đã cộng thêm cái bàn phím, các bạn cộng thêm một cái thời gian sử dụng pin của các bạn, nói chung cộng rất là nhiều thứ nữa. Xét về cái khoản mà làm việc thì làm sao mà những máy tính bảng Android hay là iPad có thể so sánh được như là một cái chiếc laptop như thế này chạy hệ điều hành Windows, đúng không nào?
đấy là cái điểm mà mình đánh giá rất cao. Con này thì nó sẽ có một cái phần loa nhìn chung là cũng chỉ đủ nghe các bạn nhé. Loa thực chất thì những cái dòng giá rẻ các bạn cũng có thể là xem trong rất nhiều video trước đây thì phần loa mình đánh giá nó sơ sài lắm, cơ bản là nó không có gì để nói cả, nói ra soi mói chi tiết thì chỉ có chê thôi. Tất nhiên là chê ở đây không phải là chê trong cái phân khúc giá tiền so với những đối thủ khác, mà là chê ở đây là chê về cái khoản, đó chính là việc nó nghe rất là bình thường. Còn về hành trình phím, với một cái chiếc laptop như thế này thì hành trình phím nó rất là sâu các bạn à. Không hiểu sao hôm trước mình review cái chiếc laptop gaming đến từ Dell ấy, trời ơi nó dày khủng khiếp như thế, nó nặng khủng khiếp như thế, 2,5 kg, nhưng mà rõ ràng là nó không có một cái hành trình phím tốt như con này đâu các bạn à. Tại vì một phần là con này nó thiên về văn phòng, và từ trước giờ là ThinkPad họ đã đi theo cái hơi hướng là kiểu hành trình phím sâu rồi. Chỉ có những cái thế hệ mới gần đây thì họ mới bắt đầu rút ngắn cái hành trình lại thôi. Còn về touchpad thì vẫn là một cái dạng touchpad quen thuộc. Mình khuyên các bạn dùng chuột nhiều hơn, tại vì cái touchpad này nó hơi trick. Hoặc là các bạn có thể là dùng tay cảm ứng như thế này cũng được mà. Thật sự luôn ấy, mình dùng máy cảm ứng thì mình luôn luôn có một thao tác, đó chính là chạm cảm ứng vào màn hình và gõ thôi, chứ không bao giờ sử dụng cái phần touchpad này cả, nó không cần thiết. Đấy, hoặc là các bạn mua thêm một con chuột tầm khoảng 150 như là con chuột Fulland L102 ấy, con đó nó tầm khoảng 150 thôi là các bạn đã có thể sử dụng một cách rất thoải mái rồi, con chuột đó cũng siêu bền nữa. Mà có khi là các bạn mua tại DVC thì các bạn còn được tặng thêm nên các bạn cũng không cần phải lo đâu, thật sự là như thế. Tổng kết lại thì wow, em này thì không có gì để chê khá. À mà còn về phần pin, pin của em này thì nó dao động trên dưới 4 tiếng, mà mình nghĩ là nó sẽ dưới nhiều hơn. Tại vì cho những cái tác vụ mà hỗn hợp thì con này mà khó mà trụ được một cái khoảng thời gian ấn tượng lắm. Chưa kể đây là một cái chiếc laptop cũ rồi, có thể là nó sẽ có một viên pin mới đó, nhưng mà với một con chip tiến trình cũ cái thứ này kia, hiệu năng nói chung là nó nằm ở mức gọi là rất đủ dùng như thế này, thì thời gian sử dụng của nó không quá ấn tượng. Thay pin mới thì may ra được trội lắm thì cũng gần 5 tiếng nhưng không đến đâu, thật sự là như thế. 4 tiếng, dưới 4 tiếng thôi, chứ nó không hơn được. Đấy. Vậy còn các bạn nghĩ sao về một cái chiếc laptop đến từ ThinkPad 2-in-1 360 độ gập một cách nó dễ dàng như thế này, mà gập vào bàn phím nó còn thuộc vào nữa. Đấy, bàn phím có đèn nền luôn các bạn nhé, dành cho những bạn nào mà thích gọi là dùng trong ban đêm. Đấy, thì nó quá là tuyệt vời, 9 triệu thôi các bạn à. Đến từ ThinkPad nữa thì còn gì tuyệt vời hơn. Vậy còn các bạn nghĩ sao thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.